sao anh bộ của đồ à? Nhân sao bộ của đồ à? Lê Ngọc Anh phản con đang sợ. Lê Ngọc Anh phản con đang sợ. Hai. Là anh có khỏe không? Yeah, khỏe thì trả lời sao ạ? Khỏe thì trả lời sao? Ràn, ràn đau. Ràn đau ạ. Ngay đó chi vi lắm. Rồi nghe câu hỏi. Ngay đó Ngọc Anh lỡ để chi lời. Ngay đó là gì ạ? Đó là ngày hôm nay. Ngay đó. Đó là nay. Ngay đó là ngày hôm nay. Lỡ để chi lời. Làm gì? Lỡ để chi lời. Làm gì? Rồi bây giờ chúng ta ôn một tí về cái một số cái ngữ pháp, cái ngữ pháp mà sử dụng. Rồi mời anh chị lưu ý. Rồi bây giờ anh chị có thể đọc được cái ngày thứ hôm nay là thứ ba ha. Thứ ba ngày 30 tháng 3 năm 2021. Ngọc Anh đọc thử ạ. À? Thứ 3 thì nói như sao? Ngày thứ 3. Rồi. Ngày thứ 3. Ngày 30. Ngày 30. Ngày Pejus. Pejus, đúng rồi. Pejus. 2 3. Đúng rồi. Năm bà rơ bô chính xác, vậy là tuyệt vời rồi, anh rất là chịu khó ha. Rồi ân ngài Ngọc Anh. Rồi và anh chị chúng ta lưu ý về một số ngữ pháp ha, ví dụ như là ngồi thứ nhất. Tức là ví dụ như là anh ngồi thứ nhất, anh nghĩa là tôi, anh là tôi, hoặc là hay nghĩa tôi hoặc là tao đều dùng từ là anh. Là ngôi thứ nhất chúng ta học về ngôi thứ nhất này, chúng ta sẽ sử dụng ví dụ ngày đó. Ngày đó anh lỡ rác hôm nay tôi đi làm việc. Câu này nghĩa là hôm nay anh tôi đi làm việc. Ở ngôi thứ hai, anh chị lưu ý. Ở ngôi thứ hai, ngôi thứ hai là người như tiếng Anh gọi là you đó. Thì ở bên tiếng của họ,
lại có ví dụ nói với đối người đối diện của mình là con trai thì mình dùng từ là me, con gái thì mình phải dùng từ là I. Me, me nghĩa là me nghĩa là mày, hoặc là cậu, hoặc thay thế cho ngôi thứ hai, có thể thay thế cho ông bà, cha mẹ, anh chị em vân vân, chú bác vân vân, có thể dùng từ me là thay thế cho các xưng hô. Anh chị lưu ý có thể thay thế, có thể thay thế như có thể thay thế như ông bà vân vân, ông bà rồi anh, ông thôi, có thể thay thế là ông này, anh này, chú này, cậu này, vâng vâng. Đang nói chuyện thì chúng ta có thể nói với người bên đối diện của mình là mình xưng hô là me. Ví dụ người đối diện của mình là bố, mình không dùng là bố. Ví dụ mình nói là bố đi đâu đó thì mình có thể là không dùng là vạp lọt tình lời, mà mình có thể dùng là mi lọt tình lời. Đó, nó không có phải là mất lịch sự. Rồi, ai cũng là người đối diện của mình, đó là người con gái. Dùng để nói trực tiếp, dùng để nói trực tiếp với người, nói trực tiếp với người đó là nữ mi, chúng ta chỉ dùng xưng hô với người đó là nam. Là giới tính là nam. Rồi, chị lưu ý. Ví dụ mình nói với người đó là nam thì mình dùng là anh đi đâu đó. Anh đi đâu đó cũng có thể dùng từ me lọt nó tình lời. Me lọt nó tình lời sao là
có thể thay thế cho từ anh đi đâu đó. Từ me này có thể dùng thay thế cho từ anh. Mình đang hỏi trực tiếp người đối diện của mình là nam thì mình dùng từ me. Còn người đối diện của mình đang hỏi đó không phải là giới tính nam mà là giới tính nữ thì mình không dùng me mà mình phải dùng là ai. I love, nó tình lời. I love nothing. Lời tức là chị đi đâu đó. Chị đi đâu đó. Có thể là mình hiểu người đối diện của mình là bất với mình tí, hoặc là chị, hoặc là cô, hoặc là mẹ, mình đang hỏi mẹ mình thì mình dùng, cũng dùng là ai. Đó, anh chị lưu ý cái từ, lưu ý cái từ ai và me này. Me dùng để nói với người đối diện của mình, ngôi thứ hai đó là nam. Còn ai là mình dùng để nói với người đối diện của mình, đó là giới tính nữ. Đó, anh chị lưu ý cái chỗ này. Đây là cái cách, đây là cách anh chị cần phải lưu ý. Hôm trước chúng ta đã học cái bài số 9 ha. Cái bài nói về nhà cửa, bàn ghế, giường chiếu, rồi là cái rộng, cái nói về cái nhà nó rộng rãi, thoáng mát, rồi nóng hay lạnh. Thì tuần trước là mình đã cho các cái từ mới mà anh chị cũng đã học rồi. Thì hôm nay tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện làm quen với một cái nội dung đó, nói về cái cuộc sống trong buôn làng. Và trong buôn làng thì thường có những người đứng đầu trong buôn, thì bây giờ thì người ta gọi là thôn trưởng. Vậy thì trong cái bài mà nói về đến thôn trưởng thì chúng ta sẽ nghe một cái đoạn mà kể về một cái thôn, tức là Yal Junao Bon Loga, nói chung là kể lại cái câu chuyện về buôn làng, kể câu chuyện về buôn làng. Rồi bây giờ mình và anh chị chúng ta bước vào bài số 10. Bài, anh chị chú ý, bài là giờ nào. Giờ nào. Bài 10 là giờ nào giấc. Giờ nào giấc. Bài 10. Yal Junao Bon Loga. Yal là kể hoặc là trình bày. Yal là kể. Junao Bon Loga, câu chuyện về làng xóm. Junao
Bon. Le gar. Anh chị lưu ý cái từ giờ nào này. Ở đây có cái từ giờ nào này. Giờ nào cũng là bài. Giờ nào cũng là cái vấn đề. Giờ nào cũng là câu chuyện. Giờ nào là một cái vấn đề nào đó. Ta gọi là điều dùng từ giờ nào. Bọn đây là làng, làng xóm. Bọn lơ ga là làng xóm, buôn làng. Rồi, Giang là kể. Giờ nào bọn lơ ga, giờ nào là câu chuyện. Giờ nào là câu chuyện. Bọn là buôn. Bọn lơ ga là câu chuyện làng xóm. Rồi sau đây mời anh chị chúng ta xem sách. Mình sẽ đọc bài khóa, anh chị sẽ theo dõi và cách phát âm của từng từ ở trong cái bài khóa này. Rồi tí nữa mình sẽ lược ra những cái từ khó trên bảng và dịch nghĩa. Rồi sau đó chúng ta cùng nhau luyện đọc. Sau đây mình xin phép đọc. Mời anh chị chúng ta xem sách bài 10. Yal Zonao Bon Legar Tam Kal Gom Koi Patus Hiu Naha Ong Kabrok Tam Tip Mat Jo Tal Na Kon Sao Ong Già nó tum dây địt mềm tạm bòn tút nhô tơ nồm yết ồn dao dao bòn lơ gan hê vớ rải dao tình vân há ồ tơ gùl hiu ồn ca brốt vân ế vân nài dao lai or bòn a vừa bán ngàn làng von ở ghế chi lơi xa còn xe ở ghế lọt vơ sàn trổ ngai răng khét trổ mang dừng ngọc lê làng von lọt dỡ tạm rì mút mỉr lỡ mỉr ở tơ xa. Rồi, vừa rồi là mình đã đọc cái bài khóa, bài số 10 này. Rồi, sau đây mình sẽ đọc lại một lần nữa, anh chị cần lưu ý. Tam ca gồm còi pa tút. Hiu nó há ồn ca brốt, tam tịp mắt, dỡ tơl nó còn sao. Ồn giả, nó tung dây địt mìr, tam bòn, tút nhô, tơ rơ nờm. Yát ồn giao giao, bòn lơ gar hê, vớ rải giao. Tình vân há ổ, tơ gùl hiu. Ông ca brok bene benai yal lai or bon a rơ bá ngang làng von ở ghế chi lơi xa còn xe ở ghế lọt vơ sram trổ ngai răng khét trổ mang dừng ngọc lê làng von lọt dỡ tạm ri mút mỉr lỡ mỉr
Tulsa. To the right is Ne Gotam Girl. Rồi mời anh chị nhầm nhầm đọc thầm cách phát âm. Rồi bây giờ mình sẽ lược lại các từ khó ở trong bài khóa vừa rồi và sau đó mình sẽ hướng dẫn cách phát âm. Yal, yal, luyến lưỡi, âm l. Rồi, cal, 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 mình luyến lưỡi âm l cuối. Cal là dịp. Cal là dịp. Gơm tức là mừng. Gơm là mừng. Gơm là mừng. Còi là lúa. Còi, còi là lúa. Ta là mới. Ta là mới. Trái nghĩa với mới đó là cũ. Cũ là giao, a u ao, giao là cũ. Tus, chúng ta đã học từ này rồi, bây giờ mình viết lại thôi. Tus, tus có âm sờ, chúng ta đánh thành gió khi phát âm. Tus là đến. Tus là đến. Tiếp là gặp. Tiếp nghĩa là gặp. Ta đọc dấu huyền thành dấu nặng. Y pờ íp tờ íp tiếp nặng tiệp. Dấu huyền ta đọc thành dấu nặng. Tiệp là gặp. Tiệp mắt là gặp mặt. Trong sách tiệp mắt là gặp mặt. Dớ là hết. Đây anh chị lưu ý. Giờ ơi giờ có chữ hờ đằng sau, ta đọc nó thành như dấu sắc nhưng kéo dài. Giờ, giờ là hết. Chúng ta đọc nó thành như dấu sắc nhưng kéo dài âm thanh.
giờ mình đọc lại, giờ là hết. Tal hết. Bây giờ mình cho luôn cái từ là trái nghĩa với hết, đó là còn. Còn là gam. Gam là còn. Gam đang là còn. Rồi tal là được úp. Tal là đủ. Ná đây là đứa, tập trước chúng ta học rồi. Còn sao là con cháu. Còn sao là con cháu. Rài dao, thời xưa. Rài dao. Rài âm r. Rài dao. Thời xưa. Ta đọc rài dao. Rài dao. Thời xưa. Nó tung rơi. Dạ là coi như là mình mời. Nó tung rơi là dòng dòng họ. Ờ. Tung. Nó tung rơi là dòng họ. Ta đọc nó tung rơi dòng họ. Địch mir. Địch mir là đoàn kết gần gũi. Gần gũi. Địch mir. Y tờ ít. Đờ ít đít. Nặng đệt. Chú ý dấu sắc chúng ta đọc thành dấu nặng. Địch mir. Gần gũi. Mira. Mira. Địch mira là gần gũi thân thiết. Gần gũi thân thiết. Địch mira. Rồi mời anh chị lưu ý. Tàm bò. Anh chị chú ý. Ấm bờ gạch đầu. Chúng ta đọc tàm bờ. On on bờ on ngang bò. Tàm bò. Tàm bò là trong làng. Yal yao. Yal yao. Kể chuyện xưa. Rồi bòn. Giang leo bòn lơ ga là kể chuyện xưa của xóm làng. Hê là chúng ta. Hê là chúng ta. Hê là chúng ta. Bên há ổ là bếp lửa. Bên há ổ. Bây giờ
hết còn đủ. Anh chị lưu ý là cuối giờ chúng ta sẽ điểm danh đó nha. Và anh chị chúng ta học nha. Burn house là bếp lửa. Vơ nế, vơ này, nghĩa là sai sửa. Vơ nế, vơ này, sai sửa. Vơ nế, vơ này, nghĩa là sai sửa. Dài dài. Rơ bã là nghèo. Rơ bã. Là nghèo. Rơ bã là nghèo. Cái nghĩa với nghèo là giàu. Giàu là pass a s. Ta đọc là pass và giàu. Nghèo, rơ bã, giàu, pass, pass và giàu. Rổ ngay. Rổ ngay, chúng ta đã học ở phía trước rồi. Rổ ngay nghĩa là ban ngày. Tí nữa chúng ta sẽ học thêm rổ ngay, ban ngày. Rổ ngay. Ban ngày. Rồi, tạm thời không có chỗ chúng ta viết tiếp. Bây giờ tôi hướng dẫn cho anh chị, chúng ta sẽ đọc. Đọc bài. Phát âm một số từ mới. Với cái từ mới này thì anh chị chúng ta không có cái cách nào. Chúng ta sẽ tự học, tự viết, tự đọc nhiều lần. Chúng ta sẽ quen. Còn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách phát âm. À, cái phát âm của một số từ khó. Rồi mình phát âm, mời anh chị chúng ta lưu ý. Kể hoặc là trình bày, ta đọc là yal, yal, zip, kal, 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 mừng, gom, gom, lúa, còi, còi, mới, pa, pa, cái cũ, giàu, giàu, đến là tús, tús, gặp, tiếp, tiếp, hết là dở. Anh chị lưu ý có chữ hờ, chữ hờ, có chữ hờ cuối từ chúng ta đọc cao và kéo dài. Dở, còn đọc là gam, gam, đủ, tơl, tơl, thời xưa. Rài dao, rài dao, dòng họ
Notum jay. Notum jay. Ta đọc thành hai âm tiết của notum. Notum jay. Gần gối là để chú ý dấu huyền chúng ta đọc thành dấu nặng. Để mir âm r cuối, anh chị rung lưỡi khi kết thúc âm thanh, chúng ta rung lưỡi. Mir mir là gần gối. Trong làng tam bon, tam bon. Kể chuyện xưa là yal yao, yal yao. Chúng ta he he bếp lửa. Vân há ổ. Anh chị lưu ý chúng ta tách thành hai âm tiết. Vân há. Anh chị lưu ý dấu á là dấu sắc. Dấu á luôn luôn chúng ta đọc nó là dấu sắc. Vân há ổ có chữ s đằng sau, anh chị phải đánh tiếng gió. Dấu huyền đọc thành dấu nặng. Os os. Say xưa bơ né bơ nài. Bơ né hai âm tiết. Bơ nài từ cũng hai âm tiết. Hai cái từ này nó chỉ là một từ mà thôi. Bơ né bơ nài thì chỉ là một từ mà thôi, nhưng mà viết như thế này rất là dài, đó là sai xưa. Bơ né bơ nài. Nghèo nghèo. Rơ bá. Anh chị lưu ý chúng ta đọc thành hai âm tiết. Rơ bá chữ bờ gạch đầu là chúng ta đọc chữ bờ như tiếng Kinh. Có âm hờ đằng sau, có âm hờ đằng sau chúng ta đọc như dấu sắc và kéo dài âm thanh. Bá bá rơ bá. Rào pass pass. Ban ngày trổ ngay, trổ ngay. Anh chị lưu ý âm trở chúng ta không đọc là trở mà chúng ta đọc là tờ rơ, tờ rổ, tờ rổ ngay. Mình đọc lại một lần nữa, mình chỉ chúng ta theo dõi các âm. Yal, yal, cal, cal, gầm, gầm, coi, coi, pa, pa, yao, yao, tus, tus, tip, tip, dở, dở, gam, gam, tơl, tơl, rài dao, rài dao, nơ tùm dây, nơ tùm dây, đếch mỉr, đếch mỉr, tam bon, tam bon, yal yao, yal yao, he, vân há os, vân há os, bene benai, bene benai, rơ bá, pass pass, trổ ngay, trổ ngay, ban ngày. Rồi bây giờ mời anh chị chúng ta viết phần từ mới tiếp theo.
Từ mới tiếp theo. Răng khác. Ở răng. Ta đọc là âm phụ âm đôi. Phụ âm đôi. Âm prơ. Prơ. A ngờ ăn. Prơ. Ăn răng. Răng khác. Âm khờ. Đọc bình thường. Khi ác. Chúng ta đọc từ từ là khi ác. Nhưng mà chúng ta đọc liền luôn. Khi ác. Khi ác. Răng khác. Nghĩa của nó là nắng gắt. Nắng gắt. Rồi từ ở trong đây có như là trộm măng là ban đêm, hồi nãy là ban ngày, còn bây giờ là ban đêm. Ban đêm trộm măng, như bây giờ là trộm măng đấy, bây giờ đang là trộm măng, nghĩa là ban đêm. Ban đêm là trổ mang. Mà ban đêm thì phải là tối. Dừng ngô kli. Tối. Tối tăm. Dừng ngô kli. Tối tăm. Giờ ngọ kli tối tăm. Tàm rì là trong rừng. Tàm. Tàm rì trong rừng. Tàm rì là trong rừng. Mút mìr thắt rải. Mút mìr thắt rải. Thắt rải. Mút mìr. Thất vải. Lỡ mìa là lỡ là làm, ta học rồi. Ở tân không đủ. Ở là không. Ở tân. Tân là đủ. Ở tân là không đủ. Sa là ăn, ở tân sa không đủ ăn. Nhưng mà ý là đoàn thân tôm về đi, chưa tạm cho hình đi. Tôm là chuyện kia mà. Chuyện kia hả? Vòl glar là khổ cực. Vòl. Clara. Khổ cực. Bon, Clara. Khổ cực. Đi mơ là vừa vừa. Đi mơ mơ
là vừa vừa. Đi mơ mơ là vừa vừa. Rai kiss. Rai kiss là đầy sấm. Rai kiss là đầy sấm. Đầy sấm. Hoặc là cuộc đời cũng là rải kiss, anh chị lưu ý nha. Đời sống hoặc là cuộc đời đều là rải kiss. Rải kiss anh, cuộc đời tôi. Rải kiss anh, cuộc đời tôi. Rải kiss anh cũng hiểu là đời sống của tôi. Rồi, lie on. Và trước kia. Lie on. Trước kia. Lie on. Trước kia. Ở hoan là ít khi. Ở hoan. Ít khi. Rồi anh chị, chúng ta luyện đọc một số từ lại. Prang khiak. Prang khiak là nắng gắt. Tro mang là ban đêm. Tro mang. Giờ ngọ. Vậy chúng ta không phải đọc là dân go sai á, chúng ta phải đọc là dơ, tách thành hai âm tiết tại đây. Dơ ngò. Đấy. Dơ ngò. Kli. Dơ ngò. Kli là tối tăm. Tàm ri, đây là phụ âm đôi. Bri bri. Tàm ri là trong rừng. Mus mir là phát rải. Mus mir phát rải. Tal tal không đủ. Ball clar, đây là phụ âm đôi âm gl ar. Clar ball clar ball glar là khổ cực. Đi mơ mơ là vừa vừa. Đi mơ mơ là vừa vừa. Đời sống hoặc cuộc sống là rải kiss. Rải kiss là cuộc đời, là đời sống. Lai or. Lai or là trước kia. Ít khi. Ở hoan. Ở hoan là ít khi. Đó là một số từ mới, các từ mới ở trong cái bài số 10 này. Bây giờ mời anh chị chúng ta dựa vào các từ mới này, chúng ta sẽ đặt thành câu. Dựa vào các từ mới này, chúng ta sẽ đặt thành câu. Tí nữa tôi sẽ hỏi anh chị ạ. Bài tập, chúng ta làm bài tập. Mời anh chị chúng ta làm bài tập.
dựa vào các từ mới, các từ mới vừa rồi, anh chị hãy đặt 5 câu. Anh chị hãy đặt 5 câu. Hoặc anh chị phải thay thế, tôi sẽ thay thế cái này cho anh chị dễ làm hơn. Sắp xếp các từ sau. Sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa. Sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa. Để cho anh chị làm quen với cái bài kiểm tra luôn. Thành câu có nghĩa. Bây giờ tôi sẽ cho một số từ lung tung, không có nằm, không có theo thứ tự mà anh chị sắp xếp để làm sao, để làm sao cái câu đó có nghĩa nha. Đầu tiên, măng đỏ. Măng đỏ. Măng đỏ. Anh. Măng đỏ. Anh. Vợ to. Lót. Giờ ngọ. Rõ. Măng đỏ, anh có to, ngọt, dưa ngò, ngăn, rổ. Bây giờ anh chị hãy sắp xếp các từ này thành câu có nghĩa. Hai. Tam hiểu. Anh nghe.
Anh Rồng Sam còn ghế tạm hiệu So Sun Yar. Rồi mời anh chị chúng ta sắp xếp câu 3. Right, this. Mời anh chị chúng ta thực hiện sắp xếp ba câu này thành câu có nghĩa nha. Tí nữa anh chị sẽ điểm danh từ 7:40 cho đến 8:00. Hãy
Tắt bên thật đây hả? À tắt cái kia này. Thế nào? Bây giờ gọi. Rồi bây giờ xin phép mời anh chị nhá. Mời anh chị chúng ta sẽ thực hiện cái bài vừa rồi ha. Sao ạ? Bây giờ tôi sẽ gọi anh chị này. Chết mẹ. Hình như bạn nào nói chết mẹ ta. Không có chết đâu, không sao, không có chết đâu. Không có chết đâu nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau chúng ta sửa bài nha. Rồi xin mời anh chị. Bây giờ gọi chị nào mới vừa nói chuyện này hay hay nhỉ. Trần Thị Thanh, mời Trần Thị Thanh. Mời Trần Thị Thanh mở micro ạ. Nam xá Trần Thị Thanh. Chị Việt Nam. Trần Thị Thanh micro dùng đây ạ. Nó sự xuất hiện của 5 loại biến thể mới của biến thể đại. Thì Thanh nghe chưa? Bạn này đâu rồi nhỉ? Trốn rồi nhỉ? Mời bạn Nguyễn Thị Thị Tha gì đó hả? Nguyễn Thị Tha đi. Nguyễn Thị Tha tóc dài mặc áo trắng. Cái chị mà xinh xinh đấy ạ. Mời chị đi. Danja, xin mời. Danja là xin mời. Danja, Nguyễn Thị Tha. Thì gì? Nguyễn Thị Thanh Mai hả? À, Nguyễn Thị Thanh Mai. Rồi chị cười xinh lắm, chắc chị làm xong rồi. Rồi chị ha. Rồi câu của chị là cái gì? Tập số 1 ạ. Đầu tiên chị sẽ điền từ gì? Thầy ơi, em chưa học được. Chưa làm được thì mà hỏi cái câu khác này. Em chưa làm xong đó thầy. Rồi bây giờ trả lời câu này đi. Sơn đan mắt ó. Sơn đan mắt ó. Sơn đan mắt là cái gì ạ? Nhắc đến con mắt nghĩa là gì ạ? Sơn đan mắt nghĩa là đang hỏi tên. Dạ. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Mai thì nói như sao? Em là gì? Anh ó. Em là ó. Ó. Ó Sơn Đan Mắt là. Em tên là ó Sơn Đan. Ó Sơn Đan Mắt Nguyễn Thị Thanh Mai. Sơn Đan Mắt là Nguyễn Thị Thanh Mai. Dạ. Yeah. Câu hỏi thứ hai. Nó tìm lời. Là cái gì biết không? Là ở. Là ở. Nó tìm lời ở đâu? Ở đâu dạ? Yeah. Em ở. Ở ôm tình Đức Trọng. Đức Trọng. Rồi, ok. Như vậy là trả lời được là em ở Đức Trọng. Rồi, câu tiếp theo. Ở lỡ ra lời. Ở lỡ ra lời. Bây giờ cái câu này mình chỉ nhớ là chú ý là từ em. Lỡ ra là làm việc. All of trong tạm
Tàm là tàm. Trường thầy, trường Lương Thế Vinh thầy. Tàm, trường là trường. Hiện tại thì mình chưa biết thì mình kêu là tàm trường Lưu Thế Vinh. Hoặc là em nói bài ạ. Em là giáo viên thì mình nói là ó là cô guru. Ó là cô guru. Ó là cô guru. Tức là em là ó giáo là viên. Hoặc là tôi là giáo viên thì mình nói là anh là cô guru. Rồi, ơn ngài. Ơn ngài. Ơn ngài là gì nhỉ? Ngài. Ơn ngài là gì? Cảm ơn ạ. À, vẫn biết đó. Rồi, nham xá là gì? Dạ, cảm ơn thầy ạ. Nham xá. Xin chào ạ. À, vẫn nhớ hả? Rồi, ơn ngài. Dạ. Ngách giờ. Ngách giờ là gì? Tạm biệt ạ. Rồi, vẫn biết. Bởi vì sao? Mình tuy mình học bài như vậy nhưng mà chúng ta phải nói nhiều thì chúng ta phải nhớ nhiều, chúng ta phải nói những cái câu đơn giản, cái câu mà giao tiếp hàng ngày, chào hỏi, giới thiệu bản thân, gia đình hoặc công việc, vân vân, rồi những cái việc mà thường xảy ra, những cái mà cái thường xảy ra trong cuộc sống rất là đơn giản thì mình phải biết nói, mình phải biết trả lời, nó đó mới là thực tế. Rồi, ơn ngài. Bây giờ mời anh chị xem lại cái bài của mình. Mình sẽ đưa đáp án trên này ha. Mình chỉ nói sơ sơ thôi. Mang đỏ đêm nay. Mang đỏ đêm nay. Anh là tôi. Giải vừa to là giải. Liên quan đến các giáo viên đây. Vừa to là giải. Còn Versram là học. Trong sách Versram là học. Vơ to là dạy. Lọt là đi. Dơ ngò là tối. Dơ ngò là tối. Ngăn là lắm. Dơ ngò ngăn. Tối lắm. Trò là trời. Đó là trời. Vậy thì mình nói mang đỏ đêm nay. Câu trả lời sẽ là, đáp án sẽ là mang đỏ đêm nay tôi đi dạy. Anh lọt vơ to. Anh lọt vơ to. Tôi đi dạy anh lọt vơ to. Trời tối lắm. Trổ dơ ngô ngăn. Trổ dơ ngô ngăn. Rồi mình dịch lại. Đêm nay tôi đi dạy thấy trời tối lắm. Câu thứ hai, mời anh chị chúng ta. Bây giờ tôi chỉ sơ sơ cho anh chị từng từ một, rồi chúng ta ghép từ thôi. Anh là tôi. Ròng xem là chăn nuôi. Chăn nuôi. Ròng xem là chăn nuôi. Con là con. Ghế là có. Tam hiu là tại nhà. Là ở nhà. So là chó. Sur là heo. Er là gà. Thì bây giờ ý muốn nói là ở nhà tôi đó, nuôi, có nuôi có nuôi con chó rồi heo gà, nghĩa là tạm hiểu anh ghế rồng.
Ở nhà tôi. Tàm hiểu anh. Ghế rồng xiêm có chăn nuôi. Ghế rồng xiêm. Ghế rồng xiêm. Rồi. Chó, heo, gà, là gà vịt, mình xem. Số, sur, tiar, ở nhà tôi có nuôi, chăn nuôi chó, heo và gà. Rồi. Rồi mời anh chị chúng ta sẽ xem cái đáp án của câu 3. Đáp án của câu 3. Raikis gầm ngan. Anh vào mơ ghế, anh đi tại vỡ ghế và ná còn. Raikis là đời sống, là cuộc đời. Chắc chắn là cuộc đời tôi. Câu trả lời là Raikis anh, cuộc đời tôi. Rai kiss anh, cuộc đời tôi. Gầm ngang tức là rất vui, vui lắm. Gầm ngang vui lắm. Gầm ngang vui lắm, tức là mừng, mừng lắm. Cuộc đời tôi mừng lắm. Phải. Cuộc đời tôi à, mừng lắm. Cuộc đời của tôi nha. Like this anh đi. Like this anh đi. Anh đi là của tôi. Cuộc đời của tôi. Rai kiss anh đi. Gầm ngang. Mừng lắm. Bởi vì Tài vỡ. Bởi vì tôi có vợ và hai đứa con. Tài vỡ. Anh ghé vào. Vào ở đây là vợ hoặc là chồng. Tôi có chồng hoặc là tôi có vợ. Điều mang hai, vào nghĩa là mang hai nghĩa. Tài vợ bởi vì tôi có gia đình đấy. Và là mơ. Ghế và là còn. Hai đứa con. Ghế và nó còn. Đáp án là Rai kiss anh. Rai kiss anh đi. Gầm ngang. Tài vỡ anh vào. Tài vỡ anh ghế. Ghế nữa. Thiếu chữ ghế. Tài vỡ anh ghế. Tài vỡ anh ghế vào. Mơ ghế và nó còn. Đấy là cái đáp án đấy. Rồi bây giờ anh chị chúng ta xem ở trong sách có cái câu cuối cùng này này, cái câu cuối cùng đóng khung này này. Đóng trong cái khung hình chữ nhật câu cuối bài đó. Còn chào kiss ghế cổ, ghế voi, ghế dao, ghế ba, sùng ghế vô lê ngay đó. Anh chị trong tài liệu của anh chị ghi luôn một cái từ ở đây là
có trong đề thi. Mai mốt các bạn thi sẽ câu này sẽ có trong đề thi. Nó hay có trong đề thi lắm cái câu này. Rồi cái nghĩa của nó là gì? Con trâu, cái cổ là con người, con trâu. Cái ghế trâu, kis ghế cổ. Con người sống thì phải có tổ, có tông, có cũ, có mới. Rồi mới có chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ hôm nay là bài số 10 anh chị ạ. Bây giờ tôi giới thiệu cho anh chị luôn. Có khi một số anh chị chúng ta chưa biết. Bắt đầu từ bài số 7. Bắt đầu từ bài số 7 cho đến bài 40 thì đều có phần dịch đằng sau. Bắt đầu từ bài số 7 đến bài 40 đều có phần dịch ở đằng sau sách. Đó, anh chị mở đằng sau sách này. Bài số 7 đằng trước bằng tiếng cơ ho thì đằng sau sẽ dịch bằng tiếng kinh. Rồi, và sau này bắt đầu ở sách của mình là bắt đầu từ trang 82 này. 82 sẽ có phần dịch cái bài từ bài 7 dịch bằng tiếng kinh nha. Đó, anh chị có thể là tự học, chúng ta sẽ xem cái bài này chúng ta không hiểu nó nói gì, chúng ta sẽ lật đằng sau cuối sách sẽ có phần dịch bằng tiếng kinh. Đó anh chị nha. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học tới đây thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ điểm danh. Rồi tiết sau rồi mình sẽ ôn lại và sẽ tăng cường vấn đáp nhiều hơn để cho anh chị chúng ta sẽ nhớ những cái câu mà chào hỏi thông dụng, hỏi thăm sức khỏe, hỏi những giá cả thị trường món đồ, món quà vân vân, rồi những cái câu mà giao lưu vân vân, cái đó là rất là thiết thực, cho nên cái đó là bắt buộc. Thì bắt đầu từ tiết sau mình sẽ nói chuyện anh trực tiếp với anh chị nhiều hơn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị điểm danh. Rồi xin mời anh chị. Ngách giờ, Omi Adukaho. Tạm biệt các anh chị ở lớp Kaho. Tân Ngài, cảm ơn. Bye.